quả điếu này là nếu không có nước này yếu để cho đẹp đấy à? Không khoằm phết. Vâng, cái này là để anh chức cho đẹp chứ còn hai cái kia mới là cái thật đấy chứ. Quả này như kiểu là cây tre lon ấy, gốc tre lon nó mới ẹp này nhỉ. Hoàn biết bác đến đây chưa? Ai à? Tuyệt vời. Qua đó thấp tê tê sao? Thế là thắng nhà bạn. Chạy đi đâu đi? Nó bảo đi đó nó không đủ thì đừng nói, mình nói lên này kia làm gì? Mà sao sinh thế? Thế bây giờ chú trả, cháu trả lời hội chú để chú về chú trả lời với vợ chú. Cháu ăn gì mà sinh thế? Cháu ăn cơm nhà chị Khuyên chú ạ. Ăn cơm nhà chị Khuyên? Có nghĩa là nhà hàng dân tộc Quán đúng không? Nên cháu mới sinh như thế đúng không? Thế để biết đường về. Vợ ơi vợ, nếu vợ nhìn video này thì vợ thông cảm là anh đã phỏng vấn đối tượng rồi nhá. Cháu ơi, cháu ăn gì mà xin thế thì cháu ăn cơm nhà chị Quyên, nhà hàng dân tộc Quán Mường Ảng. Địa chỉ đây, đây là phố mấy Hoàn nhỉ? Phố 4 đến 5 nhỉ? Đúng ngã ba đường rẽ bệnh viện huyện đúng không? Cảm ơn cháu nhá. Đấy, đúng không? Đây, em này em bảo là em ấy chưa chồng đúng không? Xác nhận của chú này chú gật đầu đúng không? Đây đúng không? Rồi, thế đây là có sự chứng kiến của anh Hà Thiên Lợi. Rồi, anh muốn hỏi là vợ anh bảo, vợ anh bảo là em ăn gì mà em xinh thế? Thế vì em trả lời anh để anh về anh bảo với vợ anh. Chứ em này thì em bảo là ăn sắn đúng không? Em này bán khoai đi. Ơi. Nhưng mà mày có gì phải che? Tao đưa đi YouTube mà. Anh bảo em thế này, anh nói rằng điều này là anh mà tuyên bố luôn mà vâng ở trong anh có một cái quan điểm như thế nào. Hôm nay vô tình vào uống cà phê Lâm Anh
thì lại gặp được hai em mình đúng không? Để chứng tỏ tình yêu của người phụ nữ đối với người đàn ông thì Minh Tuyền lại giới thiệu là 100% chưa vợ. Em sinh năm bao nhiêu? 1992. Vậy thì anh tính cho nào IOP Flow cho em tìm người 1995 là vừa hợp lý đúng không? Một trong hai cô đang ngồi chăm chú uống sữa này thì cô là đã có người yêu chưa? Chưa gì? Em trả lời hùng anh ấy. Hai cô này là chưa người yêu và có cùng cái tuổi mà anh tính toán không? Trên mấy? Thế tuổi mới khẳng định là hai người đang uống cà phê, uống sữa trước mặt Tuyền này là chưa người yêu không? Chưa. À thì chắc chắn là Tuyền và bạn trai này là đang hai cô này đúng không? Thấy đang không? Đấy, đầu tiên là thay mặt cửa hàng Mạnh Nhất Mường nha, chúc mừng em tìm được lửa trái tim của mình. Chúc mừng em cũng khẳng định 100% em chưa vợ đúng không? À đấy ạ. Chúc mừng em nhé. Chúc mừng hai cô tâm đầu ý hợp tìm được một nửa trái tim của mình nhá. Cứ tìm luôn đấy, đừng tìm đâu nữa. Vì hai em cũng chưa có chồng đúng không? Em còn lại. Về anh đăng trên kênh của anh luôn để các em theo dõi xem này của em có đẹp không nhá. Nét nhất là luôn. Món này món mọ này. Mọ gọi là của người Thái, người Kinh dịch ra là cái món gì nhỉ? À, gì ạ? Người Kinh dịch ra là cái món gì? Mọ nhưng mà nó cái vật gồm những cái gì? Mày nói tiếng Thái nào, béo nói về tiếng Kinh như nào? Nó gồm mà gạo lếp này, hoa chuối này, ớt xả này, mùi hành này, thịt là ví dụ như mọ vịt thì là có thịt vịt này, mọ gà này có thịt gà này đúng không? Mọ lợn này có thịt lợn này đúng không? Rồi đấy, thế mà bán bao nhiêu một túi này? Hả? 20.000 à? 20.000 em nhấc cho anh là 20.000 được nhiều không thế nào? Sẽ một đĩa hay một bát nhấc lên thế nào, nhấc một cái lên thế nào đấy. Ôi cái này là một bát đấy, một bát ô tô đấy mọi người ạ. 5 người ăn thoải mái đúng không? À bên cạnh này bán cỏ bên này còn có một cái anh này là anh cụt hai tay thì còn một gói đấy, anh đang ăn một chân này rồi. Anh đang ăn một chân rất hoành tráng này. Anh này anh sinh năm 1976 nhỉ? Quê ở Mường Lạn, Mường Ảng. Lấy vợ ở Lào Cai, đúng không? Đang không? Đấy, rồi cháy cơ. Đây là đang ở một góc chợ của huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên nhé mọi người nhá. Mình đang trở lại với cái món mọ này, mọ gì đấy? Mọ da trâu nhá, thì là sẽ có da trâu đúng không? Bán có 20.000 mọ da trâu thì là ăn được chứ mọi người ơi. Món này uống rượu cũng hợp lý mà. Chuẩn đấy. Bán ăn không? Uống mua nhá. Bán ăn không? Hả? Mọ da trâu thì ăn hơi dài một tí đúng không? Đấy, đúng rồi. Thế này tắm rửa thì làm thế nào? Có nghĩa là cứ có vòi xả là chơi được hết đúng không? Sạch sẽ hết đúng không? Mua thì 30-35 đây đúng không? Nhập vào chỉ thế thôi. Nhưng mà bán ra là phải 70-80. Bởi vì người ta còn tính công mà. Đấy, đang quay trực tiếp đấy. Thế còn cứ tính bình quân là cứ gọi là lãi suất là gấp đôi đi nhỉ. Mà ngày bán 10 cân là đã có mấy trăm nghìn rồi. Thôi thì cứ bình quân mỗi cái
bể nhỏ nhỏ này cứ gọi là bán 2 tạ một ngày thôi nhỉ. Là tháng có 100 triệu rồi. Vất vả thế mà có một ngày mày 5 triệu rồi đấy. Con chết thì mang về cho vợ hưởng, chồng hưởng, con hưởng thế thôi. Thì nó chết trong ngày thì có ảnh hưởng gì đâu, đúng không? Không có đâu, bình thường thôi. Đấy rồi.